Bắt cá. Là sao đi đâu? Bà này bán ra ngoài có bán luôn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Tình hình thì hôm nay là ngày thứ hai. Thứ hai về tới quê rồi mà bây giờ mới quay được clip cho các bạn xem. Thì hôm nay đi ra ruộng nhà ông chú đây á. Nên tiện là quay đồng ruộng cho các bạn xem nha. Cái thời tiết mùa hè miền Bắc này nó nóng lắm. Đây mới đi khoảng tầm 500 m mà mồ hôi nó ra. Nóng và cố luôn. Đúng là so với thời tiết Tây Nguyên thì là quá nóng. Sáng nhận đứt tay ngon luôn. Khang, sự rớt dao nó không tìm được đâu. Đây.
Nhiều hoa giống đẹp thế này. Cắm cái chuối kia lên đi. Cắm cái chuối kia lên nha. Không có chứ. Chụp ngày cho hết. Đấy là nó bớt quá. Nó vượt nó cá như này nó có bữa để đi con nó có bữa đâu. Đá. Nó bỏ quảng cái gì kia đấy mấy con nhiều hoa để cho nó màu. Ê, mày này quảng chưa chim đấy, quảng cái chim đi rồi. Đây tôi gọi là sao nha, đây tôi gọi là sao nha cháu. Mà bà này bán đang hỏi có bán không? Có hết rồi chứ. Không có nào vẫn ao ao với ao thấm không thấm nha, còn hết đi còn ít mà để còn kéo biết mặt rồi biết mất đi rồi tay nhạt rồi nào biết nó đi rồi chơi cá nó nhiều lắm lắm phúc được nhanh, phải được phúc lâu rồi đấy, cái này mình dùng phúc, nhặt ra việc không làm như là vạn vạn nằm nào đây, rất được, ăn đâu? Con xôi này tính rồi 2-3 nghìn. Con bán này đi được không nào tôi mai tôi nắng tôi ít xôi chịu vậy được. Cô bịt với à bố nó xong cứ bán lên. Thì sáng mai người ta thở cái xôi chịu vậy cho. Sáng mai trở về ăn món lồn. Dạ không dạ. Bán cái này ít đi. Dạ em. Hả? Con thí gì vậy? Con bán được không? Mua nước rồi. Bán được không? Một. Anh lấy được miếng quay phất để cho nó rất là con mè này có lấy không con mè mình mè nó cân cân mốt có cái mè nó đi được không đi ra kia vào đi